Đây Nissan Almera nha mấy bạn. Từ Tây Ninh đi ra là đi ra Vũng Tàu, bây giờ mình tới Long Thành. Bây giờ là tiêu hao là trung bình là 3,7. Đó, lúc trước khi mình khởi hành là mình reset lại. Đó, thì nãy giờ nó có khi lên 3,8, có khi xuống lại 3,7, mà tôi đang đứng rồi. Đó, để ra tới Vũng Tàu cái độ tiêu hao nó có giảm hơn nữa.